xẻo cà tiếng vọng mẹ ngồi mẹ ru. Lời ru có gió mùa thu, bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Cô chú rồi chứ mạnh thường quân rồi mà ăn Tết vui vẻ rồi cho con chúc mừng cho mạnh ăn cho đâu được đó. Dồi dào sức khỏe. Năm mới. Năm mới. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục quay trở lại nhà anh Sang để xem coi cái tình hình hiện nay cất nhà như thế nào cô bác quý anh chị. Tại vì cũng gần một tuần rồi, hôm nay là một tuần hơn rồi Bùi Hồ mới quay trở lại nhà của anh Sang nè, để quay cho cô bác quý anh chị xem luôn để cập nhật tình hình thông tin. Hôm nay thì đi đến đây á thì cũng cái đường cũng khó đi, vất vả lắm. Giờ phải đi cặp những cái bờ như thế này kìa. Dưới này sình non mà vừa rồi ở cái hầm, cái ao bên đây á, vét sình lên á cô bác của anh chị. Nên đi một đoạn nó cũng vất vả, nó đi phải cặp theo cái bờ như thế này. Còn bên kia là cái cánh đồng ruộng. Nãy giờ đi hết một đoạn rồi, gắn thiết bị vô bên đó. Cô bác của anh chị xem từ cái đoạn đường mà từ ở ngoài ngoài đường lộ chính á, cô bác quý anh chị mà đi vô tới nhà anh Sang á là nó khoảng 300-400 mét gì luôn á. Cô bác quý anh chị thấy xa xa tít tít đằng kia á là vẫn là đang đây đó khoảng hơn 100 mét đó. Tranh thủ cái thời gian về làm ra, đi được giờ nào quay được giờ nào thì quay cho cô bác quý anh chị xem luôn. Cánh đồng ở quê hương, ở quê của mình nhìn mát ghê luôn á. Cái à, đằng kia có con cò kìa. Lúa này là vào chuẩn bị vào thu hoạch á. Lúa này gọi là thời kỳ ngậm làm đồng á cô bác quý anh chị. Có nghĩa là đang ngậm sữa. Thì chỉ còn khoảng chắc nửa tháng hơn nữa thì sẽ có thể gặt được rồi đó. Rồi mình đi vô trong đi. Đi giờ này thì khoảng tầm gần 12 giờ, 40 phút nữa 12 giờ. Mình không có cho anh Sang hay. Mình có hỏi sáng là hôm nay chị có quay không? Hôm nay có cất nhà hay không? Có cất tiếp hay không thì anh nói có. Ở ngày cũng ngưng một số thời gian với cô bác của anh chị, lý do là mượn cái máy này nè. Cái này gọi là cái máy phát điện, chạy dầu để phát điện để có thể hàn những cái cây cột lại. Hàn những cái cây cột bê tông á, ôi cây cột á, xin lỗi cô bác quý chị, hàn những cái cây cột bằng sắt á, á, ngày sau đó mình sẽ xây gạch hơn. Máy này thì anh mượn của người ta, thì hôm trước sửa nghe nói cũng mấy trăm ngàn, lát nữa hỏi xem như thế nào. Đó. Còn đây là cát, quên cho cô bác quý chị xem nhà của anh nè, chứa gạch nè, ôi có đem bồn cầu đồ vô luôn nè, bồn vệ sinh nè, bồn đứng vô luôn nè. Coi gạch này là cái gạch dán tường quá. Gạch nhà vệ sinh đi. Thấy gì đó. Miếng gạch to như thế này nè. Là gạch nhà của anh. Gạch này là anh tự chọn luôn hết cô bác anh chị. Anh tự chọn gạch cho nhà mình luôn á. Màu anh tự chọn hết.
chắc anh cũng chưa hay mình vô, cũng đang hối hả làm từng kia kìa. Ồ, chào cả nhà. Dạ chào anh. Hôm nay đi giờ này gặp đang say vui quá ta. Ăn cơm rồi hả anh nhiều. Ồ vậy hả? Ôi, cái này đây. Chào bà Lý nha. Con chào chú. Con chào chú. Bữa nay biết dạ chưa? Hả? Dạ chào chú. Dạ con chào chú. Chú quay phim cho con vô nè. Dạ. Nay ăn về ăn nhà ăn cơm chưa? Rồi. Trần ăn cơm chưa con? Chưa. Ủa sao chưa ăn nữa? Chưa đói. Chưa đói hả? Ủa sao không nghỉ trưa để chiều đi học tiếp? Không. Mừng quá ra đây coi luôn hay gì? Rồi chân Lý. Con mừng không? Mừng. Con mừng sao? Dạ mừng. Dạ mừng. Giận mấy lần rồi lần sau đó là giận luôn đó nha. Nói chuyện với người lớn là phải dạ thương nghe chưa? Dạ. Rồi con mừng nhiều không? Dạ nhiều. Không. Rồi con ăn cơm chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Ủa sao con không ăn cơm? Con chưa đói. Con chưa đói. Hôm nay ba đãi ăn cơm cái gì? Con không biết. Con biết luôn hả? Ủa sao không biết? Rồi mình rất thích ăn cơm gì nhất, nói chú nghe. Hả? Nói chú nghe. Nói chú nghe. Ôi ơi nắng quá không vô đội nón vô trời. Con không sợ nóng hả? Nắng là bệnh luôn á. Sợ không? Sao con không lấy nón đội vô bảo Trân? Đây con vô lấy nón cho em đội luôn kìa. Nắng quá rồi. Ôi hôm nay gặp anh nhiều say cái lòng của em nó mừng mừng sao ta. Hôm nay say vách ở bên đây, mai say vách bên kia hay sao anh nhiều? Hay là say luôn à? Say luôn. Kịp không? Hai thợ hả? Ngày anh say nhiều khoảng nhiêu mét? 15 mét. Ngày một mình anh hả? Khoảng 15 mét tới hả? Hôm ngày là ngưng một thời gian hả anh? Đúng mấy tuần. Bữa hôm trước em vô rồi cái mình ngưng. Ngưng để đợi ấy hả? Đợi máy đồ hả? Có điện nữa mình hàng mấy cột sắt á. Mấy cột này ha. Sắt mới hàng sáng hả? Mấy cột này ha. Mới hàng sáng luôn hả? Ừ, mới hàng sáng đó, hàng quay rồi xây nè. Trời ơi. Giỏi quá. Thì ở đây hai người thợ rồi hai người phụ luôn hả? Ừ, phụ nha. Dương ơi, anh Sang với lại Dương. Dương phụ. Phụ nhà đỡ tốn tiền. Dạ mình làm cho mình luôn. Vui. Dạ. Ôi xây nhanh quá. Anh là anh nhiều rồi, thông tin với cô bác quý anh chị là anh nhiều là làm không nghỉ trưa luôn á. Tranh thủ làm. Mệt chứ không? Làm không nghỉ trưa mệt chứ không anh? Làm biết cũng quen. Dạ. Mình thợ như là bây giờ là ngày bao nhiêu tiền hay anh nhiều ha? Anh 320 ha. Ừ. Dạ. Còn phụ thì nó khoảng 200 mấy hả? Phụ một cặp 250. 250 hả? Một phụ hai em thợ. À. Một người phụ hai người ha. Mình vừa xây đã quá. Đây tới chiều là chắc xong cái vách này quá hả? Qua anh kia. Đây tới chiều qua anh kia luôn hả? Qua anh kia này hồi nữa xong bên đây rồi. Mình xây thẳng lên trên luôn mà. Không có, mình xây mới làm đổ cái đà nè. À. Cái mức này ngưng đổ đà nha. Đổ đà đặng lên cửa sổ. Ừ. Gắn cửa sổ. Đặng coi nó chắc cái tường á. Dạ. Có nghĩa là một bên lên một vách kia nó khoảng hơn mét hả? Ờ tới cái đà luôn là 1 mét. Mét. Là tới cửa sổ á. Là tới cửa sổ đặng mình đổ cái đà để mình cửa sổ xong cái mình xây lên
tới cái đầu cửa sổ. Dạ. Đổ cây nữa rồi đổ cây kèo nó mới xong. Có một vài cô bác quý anh chị nói là lúc trước mày quay như bên đây nè, nó đổ gì nó chắc không anh? Bây giờ ở dưới có đóng cửa sạn rồi. Dạ. Có đào xuống đóng cửa sạn rồi mới mới kè lên bốn lớp gạch. À. Đổ cái đà nè. Mới đổ cái đà. Vậy là nó chắc phải không? Chắc. Bảo đảm 100% luôn ha. Hứa 100% luôn nghe em vui rồi. Bảo đảm. Bảo đảm. Nói vậy chứ anh nhiều anh cũng làm thợ hồ lâu năm, anh nghiên cứu được cái địa chất cái dưới này anh nhiều ha. Ừ. Bao nhiêu là nó sẽ, độ lúng của nó là anh sẽ biết được hết mà phải không? Cái tường này mình lên nói chung thì cái gì cũng được chứ không cao không. Dạ. Cho nên làm gì chịu được rồi. Vậy... không đóng người sạn thì không dám lên nữa. À. Lúc đầu mình tính làm tiền chế không à, cút trên đâu có xây tường. Dạ. Là tính đổ cái đà không à. Rồi sau này hồ nói lên tường luôn. Ừ. Cho bảo đảm. Lên tường luôn. Phải đóng cửa sạn. Mình làm cho nó hoành tráng luôn, tại tiền mạnh đường luôn cũng ủng hộ cũng muốn nhà cái nhất khá. Là nghiệp hai bé nè. Cái khá thôi mình làm luôn. Dạ mình làm luôn đi cho nó chắc chắn. Rồi có nhà mới kịp ăn Tết luôn. Ừ. Rồi mai mốt có ăn mừng gì em phụ vô ăn mừng luôn. Ôi anh xây mau quá. Đà đây tới chiều là ngày mai là có gắn cửa sổ luôn được đó hả? Ừ, mới gắn cửa sổ được. Ừ. Thông tin với cô bác quý anh chị là bây giờ mình thấy lên mấy cái cột gì là thấy ra hình ra lên khung của ngôi nhà rồi ha. Tượng thấy ra hình ngôi nhà rồi. Dạ. Rồi về cái vách ở trong này chừng nào mới xây anh? Thì xây giáp cái này là tới đó. Xây vách luôn ha. Ừ, tới buồn. Ừ, làm cho gáo ghiếc cho. À, anh ở bên này thì em mới gặp nè. Anh Minh hả? Anh Minh hồi đó giờ là đi làm chung với anh nhiều luôn hả anh Minh? Đi làm chung luôn. Dạ. Anh Minh năm nay nhiêu rồi? 45 rồi. Dạ, làm hồ mị mà cũng mười mấy năm luôn. Mười mấy năm rồi. Dạ. Ừ. Hôm nay anh xây cái nhà mà nó mang một cái tính gọi là tình nghĩa, giống như là của Mạnh Thường Quân rồi ủng hộ giúp cho anh Sang vậy đó. Thì cái anh, cái cảm nghĩ của anh nó có khác không? Thấy giúp được cho cái nhà ta khổ quá thì mình giúp được cái nhà thì mình thấy trong lòng nó cũng ấy này kia. Ừ. Thoải mái mình thấy nó cũng khỏe nữa. Mình giúp được cho người ta khổ, người ta không cắt được cái nhà mà giúp được cái nhà thì ngon rồi. Dạ. Rồi anh đó giờ anh có xây cho cái nhà nào mà tình thương cho sự giúp đỡ như vậy chưa? Có cái nhà tình thương hổng dưới xây cho cái chị dưới kia. Nói chung là làm mấy nhà kia mình cũng ăn tiền, mà làm nhà này mình cũng ăn tiền. Nhưng mà làm nhà này thì trong lòng của mình nó vui hơn không? Vui mà mình thiệt tình hơn, mình không có tính toán gì hết. Cái người ta giúp đỡ cho ấy rồi mình thôi, mình cũng không có nghĩ gì tới làm đại vậy hả? Dạ. Còn nhà mà nó khá giả quá thì mình cũng phải khác đi hả? Ừ, nhà khá mình mừng thì nó cũng ấy vừa sức mình, còn cái này mình không có tính sức gì hết trơn. Ừ. Em ví dụ như là nhà mà người ta khá giả đi. Rồi người ta có tiền, người ta đãi mình ăn uống nhiều, còn nhà anh Sang thì ví dụ chỉ cho một hai ly nước trà đá gì anh có buồn phiền gì không? Đâu có, này đâu có cần cái gì cho uống trò thôi, không có đòi hỏi. Có yêu cầu có cái phích nước đá lạnh rồi khát nước lại uống được rồi, không có đòi hỏi mà cà phê hay cái này cái kia vậy. Dạ. Mấy anh em đây mừng là vậy đó. Dạ. Anh nhiều xây cái nhà mà nó ví dụ như nhà nó hơi khó khăn, rồi nhà nó hơi khá giả đúng không? Nhà vậy thì anh gặp khen nhây xây ngôi nhà anh Sang gì anh có thấy gì không? Nói chung thì ở đây anh Sang anh cũng cố gắng tạo điều kiện tốt cho mấy ông thợ làm hết chứ. Dạ. Nói chung thì không có phiền hà gì chứ. Ừ. Nói chung mà làm cũng vui vẻ không có chứ. À, nói chung là anh cũng có cà phê cà pháo rồi cho mình uống rồi ha. Có. Ừ. Anh sống cũng tình nghĩa hả? Con mắt anh nói bị nhậm hả? Phải nắng. Nắng chá hả? Em tưởng nó bị nhậm chứ. Nắng nó chá lạng quá. Dạ, trời ơi mồ hôi luôn nè. Ờ tại anh mà muốn đứng nắng chá lạng quá. Không tin nếu cô bác của anh chị, không biết cô bác của anh chị thấy như thế nào á. Mồ hôi nhễ nhại hết trơn à. Ôi nắng kinh khủng luôn á. Dạ em mà đứng quay mà còn chảy mồ hôi nè. Dạ. Con ước mình luôn hả? Đây lại đây quay cho cô bác của anh chị. Anh nhiều ơi.
coi như thế này nè, chỗ cái nhà vệ sinh nè, anh Nhiều với anh Sang có mạnh thường quân góp ý nói thôi mình quay cái cửa vô trong luôn được không? Thôi giờ nữa mình làm cái cửa vô trong đi, nó nếu như mà mình ở kỹ thì nó đâu có hôi hám đâu, hay sao anh? Nói vậy được không? Cũng có một vài mạnh thường quân góp ý vậy đó, nó quay cửa vô trong luôn thì nữa mình đi vệ sinh rồi cái mình đóng cửa đâu có sao đâu. Anh Sang thấy vậy được không? Tại vì cái hướng bếp của ảnh là anh chụm ảnh quay qua đây nè, cho nên nữa mình đổ cái nhà bếp á, đổ ra đám đất thì nó nhiêu đây rồi thì cái cửa vô nhà tắm còn được. Cửa này bên đây là vô nhà tắm ha, rồi vô được, bên đây là vô nhà tắm, còn hướng bếp là bên đây. Bếp bên đây chụm qua bên kia nè. Dạ, cũng như bà con góp ý muốn cho cái cửa nằm ở trong nhà luôn cho mấy cháu an toàn ha. Thì vẫn gắn được không sao hết. Gắn mấy đây. Dạ, gắn bên đây ha. Còn hướng bếp thì nằm bên đây đâu có sao đâu. Hướng bếp qua đây thì ở đây thì nó vẫn còn một cái vách tường nè, phải không? Vách tường qua đây nè. Được hen Sang ha. Dạ, gắn được. Mình em góp ý vậy cho các bé nó an toàn á. Dạ. Thì bà con muốn vậy thì đây ta làm vậy thôi chứ. Tại vì có nhiều cô bác quý anh chị xem á thì cũng góp ý cho các bé nó như vậy cho nó có độ an toàn, nhằm khi hàng rào rồi nó cũng không có chắc chắn á. Coi như là cái cửa nó nằm ở trong cái nhà. Trong nhà luôn. Đẩy vô là mình đi vào nhà vệ sinh rồi đi vô thẳng vô luôn. Ha. Ở góc đó luôn đó. Dạ. Thì được chứ không sao hết. Anh xây nhìn phải nói cô bác quý anh chị nhìn anh xây đẹp ghê không? Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Thì hôm nay là mình mượn cái phần máy phát điện của ai anh? Dạ mượn của thằng cháu nó bên Kinh Nhất á. Rồi mình sửa nghe nó sửa lại hả? Sửa bị gì cái đó nó cũng không có xài rồi nó bỏ lâu ngày nó hư á. Sửa lại cũng hết cả triệu ạ. Mấy trăm? 700-800 ạ. Bị sửa cái minimo lại là hết 450 rồi. Rồi sửa máy nữa. Nếu như mà mình thuê là nó mắc hơn anh nhiều. Thuê 1 ngày 500 ngàn á. Thuê 1 ngày 500 hả? 1 ngày 500 mà nếu mình để nằm không dẫn tính mình 500. Nên mình sửa đi chắc ăn hơn ha. Mình sửa mình sử dụng đến khi nào xong thì thôi. Tại này nó hàng lắc nhắc rồi phải không? Hàng hoài. Anh đang làm cái công việc gì đó? Anh đang đẩy đất vô nền nè. Dạ. Nghe nói hôm kia là xây cái nhà chuồng bò hả? Đó, hôm gài cũng làm cái chuồng bò bánh đó. Rồi hôm gài kêu được cái nước chưa? Cái người khoan nước chưa? Có nói với anh Tính rồi mà có mọi người kêu gọi giùm rồi. Cái anh hàng xóm kêu giùm luôn. Cũng chưa có ai để đợi cho làm rồi xong cái nhà đi rồi khoan sau cũng được. Cái chuồng bò mình làm rộng nhiêu? Nó làm bề ngang á thì tính 2 mét, dài 4 mét. Dài hướng nào là hướng dài? Bên đây qua đây hả vậy? Từ hướng đó lại về đây là 4 mét. Qua đây là 4 mét? 4 mét, còn đó qua đây 2 mét. Đập mấy cái vách này bỏ xuống đây đâm đây luôn. Anh có hỏi kỹ thuật nuôi mấy người nuôi bò để xây chuồng cho nó vừa không? Dạ cũng chưa có hỏi nữa. Cũng không biết nữa, bây giờ tính làm đại vậy đi. Mai mốt mình phải dọ coi nuôi bò sao nha. Dạ. Để mình biết coi nó ăn gì cỏ gì, mình có thể mình dăm cỏ được đó. Dạ. Trồng cỏ tây á. Dạ. Em cũng biết một số chút ít vậy. Ồ nóng quá. Anh đào đất này là đem lên cái nền đó hả? Dạ. Lấy này nữa, lấy cái dưới địa đem lên đổ đây. Nữa múc dưới địa lên hả? Dạ. Nó vét ở dưới địa lên. Còn ở đây thì đem lên làm nền. Dạ, lấy cái đất này đem vô đem đổ vô nền. Đổ mấy ngày cũng gần đủ rồi. Khỏe rồi. Dạ. Cái hầm này mai mốt có nhà vệ sinh là hầm này nước sạch lại rồi, không hôi rồi. Thì cũng lấy máy đổ hút lên, đổ cho nó lên đây. Cô bác với anh chị nhìn xa kia thấy đẹp mà nắng nóng kinh khủng luôn á. Con đang làm gì hả? Chơi. Nói chú nghe chơi gì hả? Hả? Chơi gì? Chơi. Này là anh như anh ép lại luôn đó hả? Đất này anh ép lại luôn hả? Dạ. Dầm xuống đổ xe nào hay đạp cho anh vẽ xuống rồi vậy. Làm gì để cho tiết kiệm cát hả? Dạ. Đúng không anh? Dạ. Ồ. Nhẹ được cái đổ cát. Nhẹ được đổ cát. Cát mình còn sử dụng vào nhiều việc mà đúng không? Dạ. Đổ hết hai cái khung đó nữa là được rồi. Dạ còn hai khung đó nữa với cây chút đỉnh nữa rồi. Dạ.
mình làm công cho tự mình, làm công cho mình luôn, mình có thấy mệt không? Dạ, cũng không mệt, có cái nhà cũng vui rồi, không có mệt. Không có mệt hả? Dạ. Rồi cảm ơn anh nha, anh làm đi Dương. Dạ. Mình tự mình làm công cho mình có mệt không? Dạ không. Tại sao không mệt? Quá vui. Thấy mình có cái nhà. Tại vì ở nhà tường với cô Tư viết thì thấy mình nhớ là cái nhà mình hồi đó. Bây giờ có được cái nhà mình mừng. Mình thấy không mệt sao, đổ mồ hôi nhóc à? Cũng nắng nóng. Nắng nóng hả? Dạ. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Dạ rồi. Ăn gì? Cha bữa nay cha làm đồ tương ăn với chú nhiều, với chú ấy luôn. Ăn tương chung luôn hả? Dạ. Con ăn được không? Ăn tương làm nổi không? Dạ nổi. Tương không có sức khỏe làm nổi luôn ha. Tại vì thấy chú nhiều ăn khô khan quá, người cha cũng nấu đồ tương rồi có đồ trang đồ dễ ăn. Ừ. Dạ. Sáng nay nấu canh hay gì? Dạ cha con kho. Dạ, cho khỏi kêu chú nhiều khỏi đem cơm theo. Mà chú nhiều đem cơm cũng được, mà thấy chú nhiều lần nào đem cơm thì cũng ăn khô khan, cha con nấu. Chú nhiều thường ăn gì mà khô khan? Ăn chả với nước tương không à? Chả lụa hả? Dạ. Chả chay đó phải không? Dạ. Với nước tương. Dạ. Không có rau vậy đó hả? Dạ, nhiều khi thấy cũng đem theo đậu gọng xào á. Ừ. Mày thấy tội nghiệp quá. Dạ. Cha con chuyển qua ăn tương luôn. Ăn tương chung luôn? Dạ. Đồng hành luôn? Dạ. Ồ, hay á, hay á. Bây giờ hổng gà là mình ăn tương luôn? Dạ. Rồi sao ăn tương? Tại thấy có nhiều đồ mà làm cho nó ăn với ăn phụ đồ vô đồ ăn rồi với nó. Thấy nó ăn cũng khô khan, mình cũng làm canh kêu cho nó ăn. Trời 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 trời. Ăn chung luôn khỏi ăn mặn luôn? Dạ. Mắc nguyên nhà ăn tương luôn hả? Dạ. Ồ, cái tay cái vai gì đẩy nổi hay anh hả? Dạ này cũng nhẹ chứ không có nặng không. Ừ. Cô bảo quý anh chị thấy không? Thấy mình có thấy cũng vui luôn á. Hàng ở đây là hàng đây tốn nhiều dầu không anh? Ít, mấy dầu chạy nó không có hao không? Ừ. Lớn. Bây giờ chấm ngày mai mình lên cửa sổ đồ hành nhiều. Ở cái này đi cái đà kẹp nè. Tới đây đi đà gạp cho chắc. À. Ơi 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 quá. Đâu rồi chị hai, đâu rồi? Hồi nãy thấy cầm sách gì học ngoài này đó hả? Con học hay là chị hai học? Ba học. Đâu nói chị ba ra đây coi ơi. Cô bác của anh chị. Đó, thấy cái nhìn cái cảnh mà mọi người tất bật làm mọi người mọi việc làm vui ghê á. Ăn qua cà phê sữa luôn. Ủa con pha luôn cái gì hết trơn? Con làm luôn hả? Ủa, biết làm không trời? Rồi chứ, con biết làm bao lâu rồi? Lúc con biết làm lúc con mấy tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi hả? Cái này gọi là gì ta? Cà phê. Ủa sao chú thấy có 4 người mà làm tới 5 ly? Trên 2 con ly nữa. Đếm ra mấy người, tổng cộng mấy người? 5 người. 5 người đâu? Chú Hồ nữa. Chú Hồ nữa. Ủa mời chú Hồ luôn hả? Cái này là con tự biết đi làm hay là cha chỉ? Cha chỉ làm. Cha nói sao? Cha nói đi làm nước cho tao. Cha có dặn mấy ly không? Không. Rồi, cha không dặn mấy ly, bình thường là mình pha mấy ly? 2-3 ly. 2-3 ly, này pha tới 5 ly. Một cái muỗng như thế này là mình để bao nhiêu được? Một cái ly như thế này nè. Một muỗng cà phê. Một muỗng cà phê. Mấy muỗng mà con để mấy muỗng như vậy? Không muỗng. Con qua đây rồi, qua đây ngồi chơi. Ngồi đi, nói chuyện chú cháu nói chuyện chơi nha. Thôi thấy con nhà khó khăn nha. Cái này làm ban học luôn hả? Ngồi đi con. Rồi sao con đem ra đây con học luôn hả? Hồi nãy chú nhiều với. Dạ. Nãy chú nhiều lấy á. Dạ, đâu mở ra chú coi coi con viết gì à? Hay tập nháp của con hay gì, hay tập học chính? Tập học chính. Năm nay là lớp 5 mà. Lớp 5 mà viết chữ đẹp ghê, này là môn toán mà, phải không? Dạ. Tập 9 luôn á hả? Dạ. Rồi bên đây. Dạ. Đây tập nhá. Thuộc hết bản của chương không? Thuộc sơ sơ. Thuộc sơ sơ. Ờ, viết chữ cũng đẹp quá nè. Quay cho cô bác anh chị xem. Đâu đọc bài hạt gạo lần ta cho chú nghe được không? Nha. Đọc ơi, bài này thuộc lòng mà.
Hạt gạo làng ta có vị vù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm. Trong hồ nước đầy có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3. Giọt mồ hơi xa vẫn chưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả các cờ cua ngơi lên bờ mẹ em xuống cấy. Rồi bài nào mà thuộc lòng không? Hạt gạo làng ta. Rồi có bài nào con thuộc lòng không nữa không? Có không? Thuộc bài thuộc bài mẹ không? Mẹ lặn rồi cả tiếng con ve. Thôi không? Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiếng ả ơi, kẻo cà tiếng vọng mẹ ngồi mẹ ru. Lời ru có gió mùa thu, bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ rất tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Trần Đăng Khoa. À, nghe chú Hồ đọc hay không? Hay. Mình đọc phải có diễn cảm. Ví dụ như là mình đừng có đọc hạt gạo làng ta có vị phù sa là mình đọc gì không đúng nha. Mình đọc hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngôi lên bờ mẹ em xuống cấy. À, đọc mình đọc chậm chậm lại cho vui, cho nó người ta sáng tác ra là mình đọc thả hồn theo bài đó, chứ không phải là mình đọc nhanh quá. Sao con không cơm hay 12 giờ mấy rồi đó? Chưa đói hả? Lớn lên có ước mơ con làm gì? Hai chị em ngồi đây coi, nói chuyện nghe chơi nha. Ngồi đây đi Trân Lý. Lớn lên hai chị con ước mơ làm gì? Công an. Công an. Sao ước mơ làm công an? Hả? Hả? Tại ước mơ vậy thôi, chứ cũng chưa biết mà hả? Con ước mơ làm gì? Công an. Công an luôn hả? Chú hỏi con cái con không trả lời được thì thôi nha. Có nhà mới thì muốn mẹ về không? Muốn. Muốn hả? Nay con nhớ mẹ nhiều không? Ừ. Nhiều không? Nhiều. Ừ. Cố gắng nha, cố gắng phụ tiếp ba với lại anh hai nha. Ừ. Ừ. Thôi con đi vô bới cơm con ăn đi nha. Mình đói. Sao? Chưa đói. Chưa đói. Ăn cơm đi rồi con đi học nha. Cô bác quý anh chị thì cũng buổi hồi cũng quay đến đây cho cô bác quý anh chị biết để cập nhật cái tình hình thông tin luôn. Cũng có một cái số mà cũng có một số mạnh thường quân á, là cô bác quý anh chị mạnh thường quân ở nước ngoài có nói là gửi hỗ trợ anh Sen, nhưng mà buổi hồi thông tin luôn là không có nhận tiền hỗ trợ cho chi phí cho anh Sen nữa, tại vì hiện nay cái số tiền hỗ trợ cho anh Sen cũng đủ rồi. Và cũng có nuôi bò đồ luôn, gà vịt gì có đủ hết luôn nên không có nhận nữa. Nên hôm nay đến đây để quay tập cập nhật tình hình này cho cô bác quý anh chị xem. Thì cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều đã xem video clip và cũng như đã đồng hành cùng Bùi Hồ trong cái thời gian này. Chào anh nhiều nha. Anh Sang ơi, chào anh luôn nha. Chắc em về trưa rồi. Gần Tết rồi, gần Tết dương lịch rồi, có chúc Tết gì đến mọi người không? Ở Tết Tây á. Tết Tây nay mấy? Nay 28 rồi, còn 2-3 ngày nữa là hết năm 2020, có chúc Tết gì không? Bây giờ cũng chúc cô chú rồi với mạnh thường quân rồi mà ăn Tết vui vẻ, rồi cho con chúc mừng cho mạnh ăn cho đâu được đó. Thôi vậy con cũng cảm ơn. Sức khỏe phát tài luôn. Dạ. Rồi tại gần Tết rồi nên thành nữ là mình gửi lời chúc cho mạnh thường quân luôn luôn mạnh khỏe. Dạ. Làm ăn thành đạt đó, đạt mong gì được đó. Dạ. Đặc biệt là phải có sức khỏe dồi dào. Dạ. Rồi vậy được rồi Dương ơi. Dạ. Có gửi lời gì đến chúc Tết đến cô bác quý anh chị không? Ở nước cô bác ở nước ngoài không? Dạ có. Nói. Chúc con chú ở ngoài nước dồi dào sức khỏe. Năm mới. Năm mới ăn
Con hết. Hết. Rồi, một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị. Và nhân dịp cũng vài ngày nữa là kết thúc năm 2020, để chuyển sang năm mới năm 2021, Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác, quý anh chị là mạnh thường quân ở nước ngoài đã đồng hành cùng Bùi Hồ. Chúc quý cô bác quý anh chị luôn có một cái sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong một năm mới năm 2021. Dạ, xin chào ạ.